Xin chào tất cả các bạn, mình là Quy Thành đây. Hôm nay mình lên thành phố mua vé số, ai ngờ trúng số thế là mình quyết định ở thành phố để giải ngố. Và mình đã chơi cố một tí thế là bây giờ mình mới về. Trời ơi, nửa đêm rồi mới về đến ngôi làng của mình các bạn ạ. Ôi các bạn ơi, mình đang lái xe về nhà thì mình cảm thấy xe của mình dẫm vào cái gì đấy. Và mình dừng xe lại, mình phát hiện ra xe của mình dẫm vào một bộ xương. Ui ghê quá các bạn ơi, sao ở đây lại có bộ xương? Và bên trên kia thì là một cái nghĩa trang. Đây là nghĩa trang của ngôi làng mình các bạn ạ. Ui sợ quá, sao lại có bộ xương ở đây? Ui đây còn có vết máu này các bạn. Ui sợ quá, mình sợ ma lắm các bạn ạ. Sao tự nhiên lại có bộ xương ở đây? Ui vết máu này dẫn đi đâu đây? Ui có những vết máu đi dẫn vào trong giữa cái nghĩa trang làng của mình này. Ui nó dẫn đến một cái ngôi mộ. Đây có một cái hố. Ui gì đây các bạn? Sao lại có một người trắng xóa nằm ở dưới hố này? Cái đứa ngố nào lại nằm dưới hố nửa đêm này các bạn? Nó bị điên à? Hay là nó bị già? Ôi cả người nó trắng luôn các bạn. Này cô gì ơi, dậy đi, sao lại nửa đêm ra giữa nghĩa trang nằm dưới hố này? Ừ các bạn ơi, nó là ma đi vậy, nó không phải người đâu. Con ma nữ đấy các bạn ạ. Ui nó đuổi mình kìa, sợ quá. Nó ơi cứu anh với, có ma, anh gặp ma nó ơi, nó có ma. Nộp ơi thật đấy, lúc đấy anh lên thành phố về chơi, xong rồi đi về lúc nửa đêm đi qua nghĩa trang, nghĩa địa ấy. Ở chỗ làng mình anh thấy một con ma nữ áo trắng nó đuổi anh. Anh sợ quá Nộp ơi, anh sợ ma lắm. Cho anh ngủ chung với được không? Anh ngủ chung với. Không, lớn tướng sẽ còn sợ ma. Ai mượn đi chơi về nửa đêm nửa hôm gặp ma cho biết mặt. Mà em nghĩ trong cuộc đời này làm gì có con ma. Em ăn bao nhiêu là nồi bánh chưng rồi còn chưa thấy con ma nào hết. Anh chỉ được cái linh ta linh tinh, rõ ràng là nửa đêm sang đây khu em dậy. Anh là đồ mất dậy, đi chơi về nửa đêm nửa hôm sang khu em. Ừ Nộp ơi, anh nói thật đây, anh không nói dối đâu. Anh đã bao giờ nói dối em chưa? Suốt ngày nói dối em lại còn hỏi câu đấy. Ừ thì những lúc trừ những lúc nói dối ra thì lúc nào anh chả nói thật. Em tin anh đi, nếu em không tin mai em thử ra nghĩa địa mà ngủ xem có phải có ma ở đấy không. Được rồi, để mai em ra ngủ thử. Nhưng mà bây giờ anh ra khỏi giường em đi, cái giường thì bé tí, anh người thì to bỏ sử ra nằm một phát hết cha cái giường của em rồi, em không có chỗ ngủ à. Ừ nhưng mà anh sợ ma, anh muốn ngủ chung với em. Được rồi, thế anh ngủ ở nhà em được không? Bây giờ anh ngủ chỗ nào? Ai mà biết, anh tự đi mà kiếm chỗ ngủ đi. Nộp ơi, anh muốn đi vệ sinh nhưng anh cũng sợ ma lắm. Sao bồn cầu nhà em để tới đỉnh đầu thế này? Trời ơi, nhà thằng Nộp lại để bồn cầu đỉnh đầu này. Mình đi vệ sinh cái đã, mình sợ ma quá trời ơi. Nộp ơi, sao nhà em có pha để bồn cầu kinh thế này? Em không. Các bạn ơi, có ma, mình sợ ma lắm. Nộp ơi, đừng đấy xem anh đi vệ sinh nha. Đừng có mà đi ngủ, anh sợ ma lắm. Được rồi, nhanh lên. Sao lại nhìn vào tường đấy kia? Nhìn anh như này, sợ ma quá. Các bạn ơi, mình sợ ma quá. Nộp ơi, thế bây giờ anh ngủ ở đâu? Thôi anh nằm tạ dưới đất đi. Không, hay là em để anh ngủ trên giường, còn em xuống dưới đất nằm. Mẹ, anh không, mà đây là nhà em chứ. Với lại em bé tí thế này, anh to xác, anh phải nhường trẻ con chứ.
Được rồi, làm dưới đất mặc dù lạnh nhưng mà bây giờ mình sợ ma đó các bạn ạ. Thôi mình nằm đây ngủ tạm vậy. Nấp ơi, thôi đi ngủ đi. Ôi là ơi các bạn ơi, em bên Quy Thành thì nằm một phát xuống ngủ luôn, không biết trời đất gì hết. Tự nhiên nửa đêm nửa hôm sang khua ma làm nốt đang ngủ mất hết cả giấc, mất hết cả mình. Thôi tao đi ngủ đi các bạn. Các bạn ơi, tự nhiên thấy lạnh lưng quá. Ôi thằng bé đốp nó ngủ sai rồi. Hay bây giờ mình bế thằng bé đốp xuống đất cho nó nằm dưới đất, còn mình nằm lên giường ta. Kiến hay đấy. Vậy là mình đã bế thằng bé đốp xuống đất rồi các bạn ạ. Bây giờ mình có giường để ngủ rồi. Phê quá. Ôi ngủ tiếp thôi. Ôi, có chuyện gì thế hả Nốt? Anh đang nằm ngủ phê, gọi gì giật hết cả mình. Sao bé lại tự nhiên sáng em dậy lại em lại thấy em nằm ở dưới đất? À chắc tối qua em ngủ say em nằm lăn xuống đất thôi, thế mà cũng phải hỏi. Thế sao anh lại nằm ở trên giường của em? À thì em lăn xuống đất thì anh lăn lên ngược trên giường của em thôi. Anh đều cho dậy ngay. Ôi dồi ôi, để anh ngủ tí thôi mà, tối qua anh mãi muộn mới được ngủ. Không, anh có làm thế đâu, anh là người tốt mà. Nhưng mà tối qua thì anh không phải người tốt. Đấy, thế là chứng tỏ anh làm thế. Nhưng mà tối qua anh lạnh quá. Thôi, mai anh mua cho cái giường mới. Giường xịn hơn cái giường màu hồng BD của em. Không, em thích ngủ giường màu hồng BD cơ kìa em. Mà anh cướp giường của em nha. Em mách các bạn. Các bạn ơi, em bên Quy Thành giờ cướp giường của Nốt. Anh bên Quy Thành bắt nạt trẻ con. Thôi được rồi, xin lỗi. Nó ơi, tối qua anh gặp ma thật đấy. Ma cái gì anh liên thiên? Em không tin hả? Thế tí nữa anh ra làm cho em một cái hố để em ngủ ở ngoài nghĩa địa nhá. Chị em có sợ không nhá? Úi giời ơi, cuộc đời em nhận bao nhiêu cái lì xì rồi, nhưng mà em chưa biết con ma là con gì. Được nhá, được rồi. Các bạn ơi, các bạn làm chứng nhá. Tí mình sẽ ra ngoài nghĩa địa, nghĩa trang của làng mình đào một cái hố để tối nay thằng bé đốt nó ngủ xem nó có sợ ma không. Rõ ràng là tối qua mình gặp ma đúng không các bạn? Các bạn làm chứng mà đúng không? Đấy, được rồi. Thế em cứ ở nhà đi. Bây giờ anh sẽ ra ngoài nghĩa trang đào một cái hố để tối nay em ngủ ở đấy đấy, được không? Ôi giời ơi, kiểu cái gì dễ ợt, anh đi làm đi. Tối em ngủ cho mà xem, lớn tướng còn sợ ma. Được rồi nhá. Đốt nó không tin mình các bạn ạ. Phải tối nay cho nó gặp ma nó biết mới biết mặt. Rồi bây giờ mình sẽ lấy xẻng và vài thứ ra. Mình sẽ lên cái nghĩa địa này, mình đào một cái hố để tối cho thằng bé đốt nó ngủ đây. Xem nó có dám ngủ không. Bé tí mà không chịu tin lời mình. Rõ ràng mình gặp ma mà. Đây này, hôm qua mình gặp ở đây này, này có vết máu vẫn còn này các bạn này. Hôm qua mình có vứt xe của mình ở đây để mình chạy về luôn cơ ấy. Sợ quá các bạn ạ. Rồi giờ mình sẽ đào đây một cái hố. Ui, dưới này có hẳn một cái quan tài luôn các bạn. Đấy, cho thằng bé nó ngủ cùng cái quan tài xem nó có sợ không. Để cái giường ở đây. Đó, làm chỗ treo lên treo xuống. Tối cho nó ngủ ở đây các bạn. Xem nó có dám ngủ không. Cái tội liên tha liên thuyền, dám bảo không sợ mà. Tối này nó mà gặp bà, mình sẽ chốt cửa trong nhà mình, không cho nó vào, gọi nữa cho nó sợ vãi cả đái nó quần luôn. Biết mặt. Bây giờ bảo thằng bé Nốt. Nốt ơi, Nốt, đang làm gì ấy hả? Gì đấy anh, em đang ngắm bức tường. Sợ hơi à, bức tường có gì mà ngắm. Bức tường thì toàn là đất. Mị ngáo à? Hả? Ngáo cái gì mà ngáo? Chán đời thì nhìn tường. Nhìn tường để chứng tỏ mình là người bình thường. Có phải là người không bình thường thì có ấy. Mà anh đào cho em một cái chỗ để ở ngoài nghĩa địa rồi đấy. Tối em có thể ra đấy ngủ, anh làm cả giường, chỗ cầu thang đi lên đi xuống luôn. Được rồi, nhưng mà nếu em ngủ qua được đêm nay em không sợ. Sáng mai phải cho em nhiều kim cương nhá. Được rồi.
Nếu mà tối nay em mà sợ thì mai em phải đi sang dọn nhà cho anh, nhớ chưa? Được không? Được rồi, chơi luôn. Sợ tách gì? Nhá, đấy các bạn làm chứng nhá. Bây giờ mình, bây giờ anh đi về nhà anh ngủ đây. Tối qua chả được ngủ. Ngủ được có mỗi một tí sáng thì vừa ông ngủ chập chập mắt tí thằng bé đốp khua dậy. Bây giờ mình về nhà đi ngủ. Tối nay thằng bé đốp nó không tự lên nghĩa địa nó ngủ. Nó gặp ma nó biết mặt luôn các bạn. Cái tội không tin mình. Rồi mình đi ngủ đây các bạn ơi. Gì nốp? À, thế là tin của ma rồi gì? Được rồi, lên đây ngủ cùng anh. Thế là mai giữ lời hứa chứ, sang đây dọn nhà cho anh chứ. À, em biết rồi, em cho em ngủ cùng anh nhé. Ờ, được rồi, ngủ đi. Đấy, không tin anh lần sau cho mặt chưa. À, trước khi nghỉ ngủ thì chào các bạn đi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye các bạn. Ôm cái gì mà ôm? Đấy sai ra. Để cập nhật và đón xem nhiều video mới hay hơn, các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký. Sau đó các bạn click vào hình cái chuông. Các bạn tích vào ô gửi cho tôi tất cả thông báo kênh này. Các bạn chọn lưu. Ngoài kia bao nhiêu thông báo mà